Xin chào thầy và các bạn, em tên Hoàng Anh Thương, thuộc lớp Y học cổ truyền 45. Hôm nay em xin trình bày chuyên đề về salad trộn giấm trước khi ăn món chính mỗi ngày, giúp ăn ngon hay ngừa tiểu đường và cơ chế giấm kích tạo E. coli có lợi. Vậy salad là gì? Salad là tên gọi tiếng Anh và được xuất hiện lần đầu vào thế kỷ 14 với cách viết là salad hoặc salad. Ngoài ra, nguồn gốc của tên gọi salad có thể được biến tấu từ cách viết của tiếng Pháp, tiếng Latin cổ đại. Món salad được xuất hiện từ lâu với nhiều hình thức chế biến khác nhau, chủ yếu là hỗn hợp rau củ với một loại nước sốt để ăn. Vậy việc sử dụng salad trước bữa ăn chính có ý nghĩa gì? Theo Hippocrates và Galen cho rằng, rau trộn được tiêu hóa dễ dàng và hỗ trợ cho việc hấp thu tốt các món ăn khác. Vì vậy, món rau trộn với muối và dầu giấm được dùng trước tiên trong bữa ăn như là món khai vị. Đặc biệt, salad khi được kết hợp chung với giấm có một vai trò hết sức đặc biệt với hệ đường huyết. Bệnh tiểu đường là một căn bệnh ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát lượng đường trong máu của cơ thể. Những người mắc bệnh tiểu đường đã hình thành sức đề kháng đối với hormone insulin điều chỉnh lượng đường trong máu, khiến họ không thể giảm lượng đường huyết sau bữa ăn. Trong nghiên cứu, giấm được phát hiện có thể cải thiện độ nhạy insulin trong bữa ăn nhiều kẹt từ 19 đến 34%, và trong một nghiên cứu khác, nó được chứng minh là giảm lượng đường trong máu tới 34% sau khi ăn bánh mì trắng. Nghiên cứu khác đã chỉ rằng một liều giấm trước khi ngủ giúp giảm mức đường huyết khi thức dậy. Tuy nhiên, giấm có khả năng tương tác với một số loại thuốc tiểu đường. Vì vậy, điều quan trọng là phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ phương pháp điều trị mới nào. Ngoài ra, việc sử dụng salad còn có các công dụng khác như giảm cân, hình thành chất béo lành mạnh giúp giảm stress, xương chắc khỏe, mạnh gân cốt, bảo vệ mắt và bảo vệ tim. Tiếp đến, em xin trình bày về cơ chế giám kích E. coli có lợi. Escherichia coli, viết tắt là E. coli, là loại vi khuẩn thuộc hệ thống vi khuẩn được tìm thấy trong môi trường, thực phẩm và đường ruột của người và động vật. Đây là nhóm vi khuẩn lớn và đa dạng, thường sinh sống chủ yếu ở hệ vi khuẩn đường ruột và có số lượng lớn nhất trong hệ vi sinh vật của cơ thể người. E. coli là trực khuẩn gram âm có lông quanh thân, được tìm ra bởi Theodore Escherich vào năm 1885. Vi khuẩn E. coli thuộc nhóm vi sinh vật ưa ấm, có thể phát triển trong môi trường nuôi cấy thông thường 37 độ và độ pH thích hợp từ 7 tới 7,2. Vi khuẩn E. coli có vai trò nhất định trong cơ thể người như ngăn chặn sự tấn công các vi khuẩn xâm nhập vào đường tiêu hóa, kích thích hệ thống miễn dịch của cơ thể khi có tác nhân gây hại, kích thích sản sinh các vitamin, khoáng chất thiết yếu có lợi cho cơ thể như vitamin K, biotin, chuyển hóa chất đường trong cơ thể. Tuy nhiên, có một số chủng như E. coli sinh độc tố Shiga, OSTEC có thể gây ra bệnh lý nghiêm trọng. Vi khuẩn đường ruột E. coli truyền sang người chủ yếu qua việc tiêu thụ thực phẩm bị ô nhiễm như các sản phẩm thịt xay sống hoặc chưa được nấu chín, rau sống, rau mầm ô nhiễm. OSTEC tạo ra độc tố Shiga tương tự như độc tố do Shigella dysentera gây ra và phát triển ở nhiệt độ từ 7 đến 50 độ C, nhiệt độ tối ưu là 37 độ C. Một số OSTEC phát triển trong thực phẩm có tính axit, độ pH xuống tới 4,4 và trong thực phẩm có hoạt độ nước tối thiểu là 0,95. Với tác hại nêu trên, E. coli được xem là vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy và là nguyên nhân gây nên các bệnh về đường tiêu hóa, cũng như một số bệnh lý khác như tiêu chảy do nhiễm độc thức ăn, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm màng não hoặc viêm phổi. Nguyên nhân gây các bệnh trên đến từ thực phẩm ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, lây nhiễm từ động vật và tiếp xúc trực tiếp từ người sang người. Vì vậy, để tránh tăng thêm nhiều chủng E. coli gây bất lợi cho đường tiêu hóa, chúng ta cần rửa sạch rau củ quả trước khi dùng, sử dụng thớt riêng giữa đồ sống và chín, nấu chín ở nhiệt độ thích hợp, bảo quản thực phẩm đúng cách, sử dụng nguồn nước sạch, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và không sử dụng phân tươi tưới trực tiếp trong nông nghiệp. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.